Ông trời này đẹp thật đấy. Con này mà thịt em về em nuôi nó lớn lớn tí nữa béo á, nên là chúng mình thịt ăn hơi bị ngon đấy nhở. Con gì rất thiện là thịt. Con vịt trời này em yêu nó lắm, em thì để đẻ trứng thôi. Ôi trời ơi, chị ơi, hôm nay chúng ta đi chơi nhá. Từ lần trước đến bây giờ chưa được vui chơi cả mẹ là thì đúng không? Chị còn nói nữa. Ôi, cô đây nghĩ tí em. Lần đầu tiên chị nhìn thấy con vịt trời đấy. Ồ, nó còn có cả chuông nữa. Ồ, nó có cả chuông à? Vâng. Ôi, con vịt này xinh thế, mà to nhô. Vâng. Ô, cái này để làm gì hả em? Cái này đẩy, mỗi lần nó đẩy là có chuông đấy. À thế à? Vâng. Cái này có tháo được không? Tháo được. À thế à, tháo ra nhé. Vâng. Chị em mình ngồi xem bạn em một tí nhé. Ôi, con vịt trời xinh thế. Ôi chị chưa được nhìn thấy vịt trời bao giờ luôn ấy. Trời á. Ồ, ôi đôi cánh này còn màu hồng nhờ, đúng màu su thích kìa. Vâng. Ồ, nó có đẻ không em? Lâu nó mới đẻ được, nó vẫn còn non. Nó lớn thì nó mới đẻ được, bây giờ nó vẫn còn bé. Ừ nhờ, hơi bé một chút đúng không? Vâng. Ôi cái mỏ của nó xinh nhờ. Em mới mua son cho nó. Em mua son cho nó à? Ôi em chăm chút nó thế cơ à? Công nhận là con vịt này đẹp thật đấy. Mỗi lần em đẩy nó đi nó đẩy. Mỗi lần nó đẻ trứng hoặc là đi tẻ thì tiếng chuông. À, ô thế á? Vâng. Ôi buồn tẻ nó còn có tiếng chuông á. Thế này em cho nó đi tẻ luôn. Con vịt trời này đẹp thật đấy. Con này mà thịt em về em nuôi nó lớn lớn tí nữa béo á, nên là chúng mình thịt ăn hơi bị ngon đấy nhở. Con gì rất thiện là thịt. Con vịt trời này em yêu nó lắm, em thì để đẻ trứng thôi. Chị thịt thì chị về nhà mà. Chị thôi em đi về thôi. Con mình chỉ nói đi thôi mà, con gì chả để thịt. Không thịt thì để làm gì? Chứ để thịt trứng không phải để ăn à? Được, cứ về đi, xem à. Nữa sao nó bắt đi. Lúc đấy à, hết cả mà vịt trời mà ăn.